Chương trình này được bảo trợ bởi Family Joy, tổ ấm y tế của mọi gia đình. 714-898-0765. Kính chào quý khán thính giả, chúng tôi là luật sư Đỗ Hiếu Liêm. Bây giờ quý vị có thể tiếp tục gọi vào đài qua cái số điện thoại trên màn ảnh của đài là 714-893-3264, 714-893-3264 để đặt những câu hỏi về vấn đề luật pháp. Thì chúng tôi sẽ tuần tự trả lời câu hỏi của quý vị. Đương nhiên cứ sau 10-15 phút thì tài sẽ tạm ngưng chạy phòng quảng cáo thương mại. Thì giống như hồi nãy, nào nếu quý vị vẫn tiếp tục giữ đường dây điện thoại của mình, thì chúng tôi vẫn tiếp tục trả lời câu hỏi của quý vị. Hello, tôi luật sư Liêm, tôi nghe đây. Hello. 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 Dạ, tôi luật sư Liêm, tôi nghe đây. Xin lỗi, tôi hưởng bây giờ là đang hưởng disability là một tháng được 1060 á. Rồi tôi có thằng con mà năm nay đến 18 tuổi rồi. Thì không biết nó có đi làm rồi có affect tiền của tôi không ạ? Không, không ông. Nó con ông lớn rồi, nó trên 18 tuổi, nó đi làm thì nó không ảnh hưởng gì tới ông hết á. Dạ. Ồ, không có ảnh hưởng gì hết á? Dạ không. Dạ không. Ok. Dạ. Không, không ảnh hưởng cái tiền disability ông đâu. Nha. Dạ, okay. Dạ, dạ. Dạ. Cảm ơn. Ok. Dạ, cảm ơn ông ha. Quý vị có thể tiếp tục gọi vào đài qua cái số điện thoại trên giờ trên màn ảnh của đài là 714-893-364 thì chúng tôi sẽ tuần tự trả lời câu hỏi của quý vị. Nãy tôi mới nói về vấn đề cái tiền về hưu đó, tức là Social Security Benefit. Chắc là gọi lộn số rồi. Ok. Thì... thường cái tiền đó, nếu mà những cái người mà làm cho hãng xưởng hay là tự self-employed đó, thì khi họ còn đi làm, họ phải đóng vô cái quỹ an sinh xã hội, và khi họ tới tuổi về hưu đó, thì họ có thể lấy đó, thì tùy theo, nếu họ lấy sớm 62 tuổi, thì họ chỉ được có khoảng chừng 70%. Nếu họ lấy tới tuổi, họ đúng tuổi về hưu đó, là cho những người từ sinh từ 43 tới 60 đó, thì cái tuổi đúng tuổi về hưu là 66 tuổi, sau ngày người sinh sau 1960 đó, tuổi đúng tuổi về hưu là 67 tuổi, thì họ sẽ được hưởng 100%. Bây giờ đó, nếu họ không lấy, thì cho dù họ không đi làm, thì mỗi năm cái tiền hưu của họ sẽ được tăng khoảng 7%, cho đến cái tuổi tối đa đó là 70 tuổi, thì họ phải lấy ra. Nếu họ không lấy ra thì tiền nó cũng không có tăng, nhưng mà mất cái quyền lợi của họ. Thành ra đó, nếu mà quý vị mà có đầy đủ sức khỏe cũng như tài chính không có hạn hẹp, thì tốt nhất đó là mình nên không lấy, để đó sau khi mình tới tuổi về hưu là 66 hay 67 tuổi đó, thì cứ mỗi năm mình sẽ được tăng thêm 7% cho đến tuổi tối đa là 70 tuổi. Hello, tôi luật sư Liêm, tôi ở đây. Dạ, xin kính chào luật sư. Dạ, chào ông. Tôi xin có câu hỏi. Dạ được. Dạ, hồi xưa đó tôi qua Mỹ, tôi còn độc thân với người chị đó. Có mua chung một cái căn nhà ở cái dạng ở cái thai là tenant, joint tenant. Dạ, joint tenancy. Nhưng mà sau này bây giờ tụi tôi ai cũng có gia đình hết rồi, tôi bây giờ cũng lớn rồi, yếu rồi. Thành ra là tôi muốn cho nó, khi mà tôi có chuyện gì đó thì mấy đứa nhỏ của tôi với lại gia đình của tôi được hưởng được cái nhà để ở, giữ được cái ownership để ở. Cho nên là tôi hôm trước tôi có làm một cái giấy claim tên tôi cho vợ tôi, tức là có bỏ tên vô trong cái phần của tôi. Thì như vậy là khi mình mốt chưa có chuyện, cái ownership của tôi hay không còn, nhưng mà vợ tôi vẫn còn có cái đứng ở trong cái plan của tôi đó. Như vậy là có được không? Tôi phải coi cái giấy quyết lem ông làm. Nhưng mà cái quan trọng đó, cái giấy quyết lem đó đó, để tôi hỏi ông và cái người kia, cái người bạn của ông đó, cả hai người cùng ký hay sao? Dạ, cả hai người cùng ký. Nghĩa là tôi ký bên cái người
người cho. Ok. Còn cái bên nhận là một cái người vợ tôi và tôi. Không có, cái đó không có ảnh hưởng, vợ ông không có ký. Tôi nói lại nè. Hồi xưa đó thì ông đó đứng tên với một cái người bạn của ông, bạn gái, bạn trai gì phải không? Dạ không, vợ tôi à. À không, à, hồi xưa đứng tên chung trong cái dạng cái nhà đó là John Tenancy đó, thì tôi với lại người chị của tôi. Ok, ông đứng với chị của ông. Dạ. Thì khi đó mà ông chuyển cái phần của ông cho vợ cho ông đó, thì chị của ông đó cũng phải ký trong cái giấy đó, và phải chuyển từ cái dạng là joint tenant sang cái dạng là tenant in common, để vợ ông đó có 50% trong cái nhà đó, undivided interest, 50% undivided interest, và bà chị của ông sẽ có 50% undivided interest. Nhưng cái giấy đó đó là phải được ký cả ông lẫn bà chị của ông. Lý do, khi mình đứng tên là joint tenancy đó, thì mỗi sự chuyển nhượng cái chủ quyền của cái nhà đó, tất cả những người joint tenant đều phải ký hết. Chứ một mình ông ký không, ông không có quyền chuyển nhượng cái phần của ông cho ai hết đâu. Bà chị ông và ông, cả hai người cũng đồng lòng ký hết thì mới được. Do đó cái câu hỏi của tôi đó, trong cái giấy đó đó, bà chị ông có ký không là như vậy. Ok. Thêm vào nữa, bây giờ chuyển cho vợ ông thì phải đứng cái dạng nào? Nếu vẫn đứng là dạng joint tenant thì chẳng may vợ ông chết đó, bà chị ông vẫn hưởng, hay là bà chị ông chết vợ ông vẫn hưởng. Do đó phải đổi ra từ joint tenancy sang cái dạng là tenant in common, mà vợ ông có 50%, bà chị ông có 50%. Ok. Là như vậy. Dạ. Như vậy tôi hiện tại bây giờ tôi có thể cho cái phần của tôi cho ai được không, luật sư? Không, tôi không biết. Tại vì ông đã chuyển cho vợ ông rồi, ông còn phần nào nữa đâu mà cho ai. À, dạ không, tôi chuyển cho vợ tôi. Tôi tức là tôi quyết lên tôi cho vợ tôi. À, vợ tôi tức là tôi quyết lên tôi cho hai người. Ok, ông á, khi ông làm cái này đó, là ông tự ông làm hay là mấy người realtor làm cho ông, hay là ông ra luật sư ông làm? Tôi sợ rằng đó, cái việc ông làm đó là không đúng luật đó. Và khi ông làm không đúng luật đó là không có hiệu, sẽ không có hiệu quả gì hết. Nó sẽ là, nó gọi là cloud. Ông sẽ, nó sẽ làm cái title ông bị cloudy, tức là có vấn đề. Sau này đó, cái nhà muốn bán mà kiểu đứng kiểu như vậy đó là không bán được, tại vì title insurance nó sẽ không có chịu bán bảo hiểm title insurance trừ khi cái title nó được giải quyết rõ ràng. Ok. Do đó tôi khuyên ông đó nên lấy cái giấy tờ mà ông nói ông làm nó đến văn phòng luật sư. Ok, để cho họ coi, họ cho biết ý kiến có làm được hay không. Cái mà nãy giờ ông nói đó, tôi chỉ có thể dựa trên cái điều ông nói mà tôi đoán thôi. Là tôi đoán là việc ông làm nó không đúng luật rồi đó. Ok. Có nhiều cách đứng chủ quyền nhà lắm. Và nếu mà biết cách đó, không những nó đỡ có khỏi phải qua thủ tục của tòa, mà nó còn có thể giảm thuế nữa. Ok. Và nhất là ông nhớ rằng đó, là cái thuế bây giờ đó, có hai thuế mà có thể ảnh hưởng cho ông trong mọi sự chuyển nhượng. Là thuế thứ nhất là thuế thu nhập trên cái tiền lời bán nhà. Bởi vì trong tương lai rủi cái nhà nó muốn bán thì mình cũng không muốn đóng thuế nhiều. Và nếu mình đứng đúng cách đó thì có thể mình sẽ không phải đóng thuế nữa về khi mà mình bán có lời. Còn mình không đứng không đúng cách đó là mình đóng thuế khẩm luôn. Okay, đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là nó có thể ảnh hưởng trong, nếu mình không bán mà mình giữ đi chăng nữa, nó cũng có thể ảnh hưởng về vấn đề thuế đất của mình, là property tax. Property tax mình có thể bị readjusted nếu mà mình không làm đúng. Ok. Tại vì với cái Proposition 19 đó, nó đặt ra nhiều cái thay đổi về vấn đề chuyển nhượng mà ảnh hưởng tới cái thuế đất. Thành ra ông phải coi cẩn thận, chứ lạng hoạn đó là không những cái chuyển nhượng của ông nó có thể bị làm giảm tăng lên thuế đất đó. Ok. Yeah. Ok. Do đó tôi khuyên ông đó, nên gặp cái người coi văn phòng luật sư, họ coi lại giấy tờ của ông
Chứ dựa trên lời ông nói đó, tôi sợ rằng đó là cái việc ông làm không đúng luật mà nó có thể có những cái ảnh hưởng không tốt cho ông về vấn đề thuế. Ok. Dạ, một câu hỏi nhỏ được không luật sư? Bây giờ ông, ok, ông hỏi nhỏ rồi tôi trả lời ông, tại vì sau đó tôi phải tạm ngưng để đài chạy phòng quảng cáo thương mại. Câu hỏi của ông là sao? Dạ, như vậy tôi có thể tự ý chuyển đổi cái thai của cái property được không? Tức là tôi chuyển từ tôi một mình tôi chuyển từ John Tenancy qua. Không. Không, tôi vừa mới nói. Khi đứng là joint tenant, mọi sự chuyển nhượng đều phải có tất cả mọi người joint tenant đồng ý hết á. Do đó bà chị của ông phải ký ông thì mới có thể chuyển nhượng được. Đó là do mà nãy tôi nói đó, khi ông chuyển cho vợ ông đó mà không có bà chị của ông ký á thì coi như chuyển nhượng đó không có hiệu lực. Vậy thôi. Ok. Dạ. Yeah. Ok. Dạ, yeah, xin cảm ơn. Dạ, yeah, không có chi ông. Tới đây chúng tôi phải tạm ngưng để đài chạy phòng quảng cáo thương mại. Thành ra quý vị còn chờ đường dây tiếp tục, giữ đường dây điện thoại của mình. Chúng tôi tiếp tục trả lời câu hỏi của quý vị.